Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tất cả các đơn vị trong ngành hàng không cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bố trí trực 24/24 giờ, đồng thời lưu ý tổng công ty cảng hàng không không để xảy ra ùn tắc chỗ kiểm soát vé. Đối với các dịch vụ đón khách cũng cần quản lý tốt, tránh tình trạng xe dù bắt chẹt hành khách. Dứt khoát ACV đừng để xảy ra một cái hiện tượng là ùn tắc giao thông ở cái chỗ soát vé. Thì mình thu phí ở đây nó không phải là mình thu vì có cơ sở thu, nhưng mà tổ chức không tốt thì sẽ không cho thu. Đấy, chứ không phải là thu phí là tự mình thu, nhưng mà thu để bù đắp lại cái chi phí, để đặc biệt là công tác thi tù bổ dưỡng, nhưng mình phải tổ chức tốt cái vấn đề này. Đại diện cảng hàng không Nội Bài cho biết, dịp Tết Nguyên đán, lượng hành khách qua cảng tăng gấp đôi so với ngày thường. Riêng ngày 28 Tết, cao điểm nhất của dịp Tết sẽ có trên 700 lượt chuyến bay cất hạ cánh. Lần đầu tiên, cảng đưa trung tâm điều hành tập trung với trang thiết bị hiện đại vào hoạt động dịp Tết này, kịp thời giải quyết các sự cố liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, với mục tiêu mang đến dịch vụ tốt nhất, hài lòng nhất cho hành khách. Thì chúng tôi đã quán triệt cán bộ công nhân viên về tác phong, ý thức, về chất lượng dịch vụ. Tất cả các hệ thống dịch vụ trong nhà ga hay ngoài nhà ga đấy, thì các doanh nghiệp đều cam kết rồi. Cam kết tức là đảm bảo về cái mặt hàng, số lượng hàng và liên kết giá, không có chuyện là chặt chém. Đấy. Đại diện các hãng hàng không cũng đưa ra những giải pháp gì để hạn chế thấp nhất tình trạng chậm, hủy chuyến và chất lượng phục vụ dịp Tết khi mà lưu lượng hành khách tăng cao đột biến. Vietjet đã thuê thêm máy bay ướt và tăng cường đội bay để đảm bảo cái khung giờ, các giờ cao điểm và đảm bảo phục vụ máy bay. Thứ hai nữa là liên quan đến các vấn đề mà cũng liên quan đến chậm hủy chuyến đấy, thì là những cái quỹ chậm hủy chuyến đã chuyển các đầu sân bay tăng cường để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Mà đối với cái dịp Tết này thì còn làm triệt để hơn nữa, có những cái giáo dục đào tạo huấn luyện và tần suất khai thác nó cao gấp 2 ngày bình thường, thì cái sự vất vả mệt mỏi của cán bộ nhân viên thì rất là lớn. Thì chúng tôi đã thi hành cái chương trình là quản lý sự mệt mỏi của cán bộ nhân viên